Rồi, chào các bạn nha. Chúng tôi đang chuẩn bị cho hành trình đi ủng hộ miền Trung. Đây. Tất cả các cái đồ bên mình đã mua tất cả mới tinh để ủng hộ đồng bào. Này, chăn này. Chăn màn. Đây, đang tập hợp hết ở công ty để tối nay sẽ đưa lên xe. Đây là em ơi, tổng cộng bao nhiêu chăn nhỉ? 300 phần quà gồm chăn màn. Mỗi một phần sẽ gồm là chăn màn, sách vở cho các em học sinh nữa, và tiền. Đây. Đang để ở văn phòng công ty nó hơi bừa bộn. Đó. Gói đóng gói rất là cẩn thận và hút chân không để cho nó bẹp đi để ấy rồi để cho được nhiều. Rồi. Đây đóng trong túi hết màn tin. Alo. Tại vì là bà con sau khi lũ thì đã bị trôi rất nhiều đồ dùng gia đình cho nên là chắc là những cái đồ này sẽ là những đồ rất là cần thiết, bên mình đã tính toán hết rồi. Đây là các cái cặp sách, bút, tập vở cho các em học sinh này. Đấy, tất cả là mỗi thứ là 300 phần quà. Rồi, tối nay mình sẽ đưa lên xe tải và 3 xe, sẽ có 3 xe đi vào. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Mình sẽ quay toàn bộ cái hành trình bọn mình đi vào miền Trung hỗ trợ đồng bào. Bây giờ thì đoàn của mình dừng nghỉ ăn ở chỗ này là thành phố Tam Điệp ở Ninh Bình. Đây phải cả 3 xe. 1, 2, 3. Hai cái xe tải này. Hai xe tải này là hai bác ở Quảng Ninh. Nhận thấy là công ty mình tổ chức đi hỗ trợ đồng bào miền Trung thì hai bác ấy tình nguyện chạy free, chở hàng cứu trợ và free không tính tiền. Đấy, bác ấy từ tận Quảng Ninh đem xe lên Hà Nội để bốc đồ, sau đó là đi cùng đoàn chở đồ vào trong miền Trung. Rất cảm ơn các bác. Toàn bộ tất cả hàng hóa đã được để trên hai thùng của hai xe tải rồi. Biển số 17 nhưng mà ở Quảng Ninh. Gia đình bác ở Quảng Ninh. Cả ba xe đều ở Quảng Ninh cả. Xe này thì cũng ở Quảng Ninh. Bây giờ bọn mình nghỉ ăn xong rồi thì bây giờ chuẩn bị lên đường đi tiếp. Trời rất mưa từ sáng hết giờ. Anh em đang dừng ăn. Rồi, ăn xong rồi, lên đường thôi anh em ơi, let's go. Bây giờ không biết là đi vào đâu để đợi. Cứ vào đầu đường tránh nhá, tôi từng chút qua chỗ nhà hàng làm việc đi. Nhà đấy. Ok, bây giờ sẽ tiếp tục lên đường, chạy quốc lộ 1 thẳng tiến về Quảng Bình. Rồi.